Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách luộc gà để thắp hương giao thừa nhé. Rất là đơn giản thôi mà gà vẫn đẹp và form dáng vẫn giữ được nhé. Và không cần phải buộc nhiều dây nịt làm gì để cho con gà của chúng ta nó nhìn nó rất là gò bó ấy. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị này vài lát gừng này, củ hành tím này và đổ ngập nước. Gà trước khi luộc thì mình phải sơ chế thật là sạch, rửa sạch với muối rượu gừng nhá và rửa bằng nước sạch. Phải sát hết trên người thì da con gà đi để cho gà nó hết cái lông tơ. Rồi bây giờ mình sẽ cho muối này, hạt lêm này vào để cho nó gà của chúng ta nó ngấm một chút gia vị khi luộc ấy, và các bạn đổ ngập nước vào gà để chúng ta luộc. Ban đầu cứ cho lửa to một chút để đảm bảo gà nó nhanh sôi. Khi gà mà bắt đầu nó sôi lên thì chúng ta hạ lửa nhỏ để cho gà nó chỉ sôi năm tăm ấy, sôi rất là nhỏ thôi, sủi năm tăm lên thôi. Và bắt đầu gà bắt đầu nó sôi lên như này rồi, sủi năm tăm nhỏ nhỏ như này rồi thì mình cho nhỏ lửa và mình hớt hết cái bọt đi và mình sẽ đậy vung lại và cứ đun sôi như vậy khoảng 10 phút. Với con gà 2 cân thì mình sẽ luộc khoảng 20 đến 25 phút, con gà 3 cân thì mình luộc khoảng 30 phút. Cứ 10 phút đụng 1 cân gà nhé, kiểu như các bạn cứ làm như vậy. Và khi mà gà nó sôi năm tăm như này này, các bạn nhớ là họ hớt hết cái bọt này đi nhá, để cho gà nó không bị những cái bọt bẩn này nó bám vào da gà, nó sẽ xấu con gà ấy. Và mình cứ để nó sôi năm tăm như này khoảng 10 phút, sau đó mình lật con gà. Lật con gà xong thì mình lại để thêm khoảng 10 phút nữa là 20 phút. Và khi mà gà nó sôi lên như vậy thì mình sẽ cho gan này, mề này, tiết vào thì đảm bảo nó sẽ không bị làm đục nước gà ấy. Đấy, tiết thì mình trần trước rồi để tiết nó không bị váng đen da gà ấy, nó sẽ không bị xấu ấy. Và bây giờ mình sẽ lật con gà nhé. Lật như này thì đảm bảo là gà nó sẽ không bị đỏ ở đâu cả và nó không bị lát gà. Bây giờ mình om thêm 10 phút với lửa nhỏ, đợi nó sôi năm tăm lên, om 10 phút với lửa nhỏ tiếp. Thật là nhỏ, nó chỉ sủi năm tăm lên thôi. Khi mà được 10 phút rồi thì gà rồi thì mình lại lật ngược lại và mình để 5 phút nữa là tổng 25 phút là đảm bảo là gà của mình nó sẽ chín mà không bị đỏ xương mà cũng không chín kỹ mà chỉ chín vừa tới thôi. Rồi đây, làm như này thì đây, ngược trở lại như này cho mình. Và cái lần này thì mình chỉ đun khoảng 5 phút thôi nhá. Rồi các bạn tắt bếp và các bạn ngâm gà cho mình. Ngâm thêm 10 phút nữa. Rồi bây giờ nó sủi năm tăm lên như này thì mình lại để thêm 5 phút nữa. Là tổng thời gian mình luộc là chỉ có khoảng 25 phút thôi. Và đây là gà khi mà luộc xong mình vớt ra này, các bạn thấy không? Đấy. Ở đây là mình để cả cái chân như này thế nên nó sẽ hơi bị lứt một chút vì cái nồi của mình nó không được vừa cho lắm ấy, nhưng về cơ bản rất là đẹp mắt. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây.